Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chatbot Facebook là gì. Thì thực ra mà nói về chatbot thì nó rất là lớn. Thì trong cái chương trình của chúng ta thì tôi chỉ nói về chatbot ở trên Messenger thôi. Thì chatbot đó là một cái phần mở rộng cho các chức năng mà nhắn tin trên trang Facebook. Thì để mà cái chatbot này nó hoạt động được á, thì nó phải được kết nối với một fanpage. Mọi người lưu ý là nick cá nhân Facebook thì chúng ta không thể sử dụng cái chatbot được. Vậy thì là tất cả những người mà đang chat với Facebook, thay vì là chúng ta sẽ chat với nhân viên trả lời chẳng hạn, thì bây giờ Facebook đã hỗ trợ cho một cái hệ thống giúp chúng ta có thể là trả lời tự động. Và nó còn rất là nhiều tiện ích khác nữa. Thì ở đây thì trong chúng ta sử dụng chatbot thì trong Messenger thì chúng ta sẽ có rất là nhiều định dạng vô cùng đẹp luôn. Từ video này, link này, hình ảnh này. Rất là nhiều thứ được thể hiện trong con chatbot này. Thì ở đây thì tôi điểm qua một số đơn vị ở nước ngoài đã sử dụng chatbot rất là nhiều. Hầu như họ đã sử dụng hết. Ở Việt Nam thì bắt đầu đã có những cái đơn vị lớn họ sử dụng chatbot trong lĩnh vực ngân hàng chẳng hạn. Hay vừa rồi ở Đà Nẵng APEC thì họ cũng đã sử dụng chatbot để giúp khách hàng tham quan họ tìm hiểu Đà Nẵng tốt hơn. Hay là bây giờ chúng ta có web cà phê app thì họ đã sử dụng chatbot để phục vụ cái công việc của họ. Chatbot ở cà phê app thì chúng ta có thể là lấy báo về cái theo dõi giá cổ phiếu chẳng hạn, hay là cập nhật tin hot hàng ngày. Ở đây thì chúng ta thấy là tương lai của chatbot rất là lớn. Và ứng dụng chatbot cụ thể như thế nào thì tôi sẽ nói rõ hơn, cụ thể hơn với mọi người ở video sau. Hẹn mọi người ở video tiếp theo của chương trình.